bạn đang tìm một môn phái có khả năng khống chế từ xa đồng thời có thể trị liệu cho bản thân và đồng đội. Thiên âm tự chính là môn phái mà bạn cần tìm. Thiên âm tự có được các kỹ năng phụ trợ mạnh mẽ, khả năng thi triển kỹ năng tầm xa, kỹ năng đại phạm bát nhã tăng công mạnh mẽ, đánh lui kẻ địch, hồi máu cho bản thân. Kỹ năng kim cang chú giúp đồng đội tăng ích, giải khống chế. Đồng thời là thiên âm có đến 2 kỹ năng bắp máu cho đồng đội. Không những thế, thiên âm còn có khống chế quần thể, gây hôn mê cho kẻ địch xung quanh. Thiên âm có thể lao vào giữa đội hình của địch, để gây rối loạn phá vỡ đội hình địch mà không hề sợ bị sát thương chí mạng. Với kỹ năng nhân quả tuần hoàn, sát thương nào đánh vào thiên âm đều sẽ bị phản lại kẻ địch gây ra, khiến cho thiên âm là nỗi khiếp sợ của kẻ địch khi ở trong đoàn chiến.